Chào mọi người, tôi lại quay trở lại đây và cùng mọi người phân tích một số các cái phương thức mà hiện tại dân tài chính người ta đang làm. Chúng ta có thể lướt qua các cái cách x tài khoản, các cách nhân tài khoản, không chỉ vì đơn thuần là chúng ta mua ETC, mua ETC để giá từ 9 đô lên 9 đô 7, hay là mua từ 8 đô 6 lên các cái vùng 12 đô. Thì đấy chỉ là một cái phương thức để chúng ta nhân tiền mà thôi. EOS chúng ta có thể kỳ vọng từ giá 4 chấm lên đến 5.3, hay là lên cao nhất là 20 chấm, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà chúng ta nhân tài khoản khi mà chúng ta có vốn thì đã đành rồi. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn lại ở các cái kênh mà chúng ta có thể quan sát được ở Facebook, rất nhiều các cái mô hình mà các bạn trẻ đang theo đuổi. Người ta gọi là IB, Introduce Broker. Người ta là nhà môi giới, rồi là người ta là nhà đào tạo. Đó. Vậy thì cái câu trả lời đầu tiên đó là để gia tăng được lượng tiền một cách nhanh nhất thì chúng ta trở thành một nhà đầu tư cộng với lại nhà đào tạo, cộng với lại một nhà môi giới. Đấy là một cách gia tăng nhanh nhất. Đặc biệt là có những người là vốn không đồng, người ta cũng có thể nghiên cứu, người ta đưa ra các cái phương thức. Nhưng hầu hết trong nghề tài chính thì ai cũng có thể tham gia đầu tư và cũng có thể đổ máu. Người ta nhìn nhận các con sóng dựa trên các kinh nghiệm. Có những người lão luyện đến mức độ không cần các cái chỉ báo indicator. Nhưng có những người thì người ta nhìn indicator rất tốt và người ta đi vào cái điểm mua và điểm bán, điểm thoát, điểm chốt lời, điểm cắt lỗ, short sell ở dạng margin, và rất nhiều các mô hình ở dạng hàng hóa dưới dạng chữ vật chất. Người ta có thể tìm hiểu về Bitcoin hay là hàng hóa cà phê hay là vàng hay là một dạng vật chất khác. Thì hôm nay tôi vào một cái bài luận để cho chúng ta hiểu được qua một số các cái mô hình mà chúng ta có thể x tài khoản. Có rất nhiều các phương thức để chúng ta nhìn nhận được một cái cơ sở để chúng ta tham gia vào lĩnh vực tài chính này. Trước mắt thì chúng ta theo dõi ở Facebook, đúng không ạ? Ở Facebook. Trong đây thì chúng ta có theo dõi Facebook của tôi, các comment, đúng không ạ? Các cái link david.vn để chúng ta có thể tham gia vào. Hiện tại các cái link thì tôi có để sẵn ở Facebook để chúng ta tham gia vào. Đặc biệt là chúng ta tham gia vào các cái nhóm, nhóm kín. Hiện tại thì các cái thông tin trong nhóm Zalo, trong nhóm ông già đầu tư, ông già triệu đô, các cái thông tin để chúng ta có thể bàn luận. Ngày hôm nay chúng ta tham gia vào phân tích một số các cái cỗ máy quét để chúng ta tìm hiểu X-Station 5 là XS5 ấy, X-Station 5. Đây là một cái cỗ máy quét để chúng ta tham gia vào các cái lĩnh vực tài chính. Và chúng ta có được các cái biểu đồ nhiệt của các mô hình chỉ số như Forex, chỉ số hàng hóa phái sinh, thương phẩm, tiền kỹ thuật số và những cái xu hướng tốt nhất để chúng ta theo dõi các cái vấn đề đánh xuống hay đánh lên với các cái tỷ lệ phần trăm. Ví dụ XRP tăng đến 100%, thì để cài cái cỗ máy quét này chúng ta vào xtb.com.vn. Đây là cái link của David để chúng ta cài, sau đó chúng ta cài demo. Yên tâm là cái này free hết, đúng không ạ? Mở tài khoản ảo hoặc tài khoản thật để chúng ta theo dõi. Nhưng còn chưa nạp tiền thì lát nữa chúng ta vào cái phần nạp tiền chúng ta sẽ biết. Chúng ta vào để chúng ta mở, chúng ta cài được một cái XS5, đúng không ạ? Để chúng ta xem xét các cái xu hướng, ví dụ như Forex, đúng không ạ? Thứ hai nữa, khi mà chúng ta tìm hiểu về cái cỗ máy quét này, chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều các tin tức thị trường tâm điểm. Hiện tại là Corona đang là một trong những cái tâm điểm, nó ảnh hưởng đến trực tiếp các nền kinh tế cũng như là một số các cái chỉ báo của chứng khoán, của vấn đề về tiền tệ, khiến cho chúng ta nhìn thấy sự biến thiên của các cái giá lên và xuống.
Đây là cái cỗ máy quét để chúng ta theo dõi. Hãy nhớ rằng chúng ta chưa làm gì cả, bởi vì chúng ta chưa biết. Nếu trong trường hợp chúng ta biết rồi, chúng ta cũng có thể dựa vào đây để chúng ta có được rất nhiều thông tin để chúng ta giao dịch. Nhưng những người chưa biết thì chúng ta cũng cài để chúng ta theo dõi, xem xét. Nhớ là xtb.com.vn. Và cái đường link ở dưới cái video này thì tôi có thể gửi cho mọi người. Sau đó chúng ta vào VN Wall Street là một trang web, đúng không ạ? Tiếng Việt thôi. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái new feed hàng ngày hiện tại báo cáo giữa nhân dân tệ. Hiện tại là lúc 10 giờ 16 phút là đã thông tin các cái báo cáo của China. Sau đó lúc trước đấy, và đây là thời gian thực để chúng ta xem xét các tin tức nó biến động ảnh hưởng đến kinh tế. Nhớ nhé, vnwallstreet.com, chúng ta vào mục 724 và rất nhiều các lịch kinh tế để chúng ta theo dõi. Một người giao dịch chủ yếu xem được hai cái giao dịch này, và chúng ta cài đặt các cái vấn đề về MT4 để chúng ta xem xét. Chúng ta xem xét được các giá vàng. Đây là cái biểu đồ mà chúng ta nhìn thấy, mà tôi đã theo dõi 10 năm nay rồi. Bình thường chúng ta cài đặt, chúng ta chỉ có chinh phục cái MT4 thông qua cái vấn đề nến như này thôi. Nhưng nếu ai mong muốn theo dõi một cái mô hình nến mà giống như tôi thì có thể chat Zalo với tôi ở cái số điện thoại trên màn hình, thì sẽ có được cái mô hình Ichimoku mà tôi hay thường nhìn. Mỗi người có một cái phương pháp khác nhau, thì tôi hay thường sử dụng Ichimoku để đưa ra các cái dự báo với ADX, RSI, Stock, Chartic để chúng ta theo dõi. Vậy thì hai con sóng này kết hợp với lại biểu đồ của TradingView hay Investing thì chúng ta có thể đưa ra và tìm tất cả các cái mối tương quan của các con sóng để chúng ta xem xét các biểu đồ sao cho nó an toàn nhất và thông thạo nhất. Chúng ta tìm đọc rất nhiều các cái biểu đồ nến dựa vào khung thời gian, ví dụ 2 giờ hay 1 tuần hay 3 giờ hay 4 giờ hay 1 ngày, để chúng ta xem ngắn hạn, dài hạn và trung hạn. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi nghiên cứu rất nhiều về con EOS và con Litecoin. Thì đây là một trong những cái món ăn rất thích của người Trung Quốc. Các cộng đồng chơi họ đang đồn đoán rất nhiều về EOS và Litecoin trong cái đợt dịch này. Có thể là chúng ta sẽ theo dõi nó và chúng ta bắt được các cái giá vùng thấp để chúng ta có thể chốt lời ở các vùng rất là cao. Có thể Litecoin đợt tới sẽ biến thiên rất mạnh cộng với lại EOS. Chúng ta kỳ vọng ở những cái mức giá không tưởng của EOS. Vậy thì dành cho những nhà đầu tư, còn những nhà môi giới thì người ta có thiên hướng như thế nào? Người ta cũng chinh phục rất nhiều các con sóng này. Sóng này đâu phải một mình tôi biết, mà chúng ta cũng học lại từ các cái mô hình nến của Nhật Bản. Cũng rất nhiều các mô hình nến mà người ta đã nghĩ ra. Tôi có thể thấy rằng là có rất nhiều các bạn trẻ hiện tại thì trong vòng 1 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm người ta đã xem thành thạo cái mô hình nến này. Bởi vì chúng ta không sáng tác ra, mà chúng ta chỉ kết hợp các chỉ báo để chúng ta học, để chúng ta đưa ra các cái sự phù hợp với bản thân chúng ta mà thôi. Cùng một Ichimoku do người Nhật phát hiện ra thì có hàng tỷ người dùng khác nhau. Cấu tạo của thuyết Ichimoku nó cũng giống như là giá lên, giá xuống, giá trên Ichi, giá dưới đám mây và giá trên đám mây, giá vào giữa đám mây và các đường cản là đường viền của đám mây. Thì có rất nhiều các phong cách để họ giao dịch. Phong cách ngắn hạn xem Ichi một khác, phong cách dài hạn xem Ichimoku một khác. Kết hợp với RSI ở các chỉ báo vượt mua vượt bán thì mỗi người có một cái phong cách riêng, cho nên là cũng không thể nói được rằng là người này đánh giỏi, người kia đánh giỏi, hay người kia sử dụng giỏi hay là người kia sử dụng kém. Mà phù hợp với lượng vốn của người ta. Có những người tài khoản 100.000 đô thì đánh khác, có một số người đánh tài khoản 500 đô thì lại khác. Có rất nhiều các cái phương pháp khác nhau để chúng ta xem Ichimoku. Ichimoku nó có thể vào các cái thế trận của giao dịch tài khoản nhỏ với giao dịch tài khoản lớn, nó sẽ vận hành một cách khác nhau. Chính vì thế nên là khi mà chúng ta nhìn thấy các cái deposit, chúng ta có thể thấy được là các cái mô hình sử dụng các cái nguồn vốn, sử dụng các cái tài sản của chúng ta, khiến cho tỷ lệ lãi và tỷ lệ chốt lời cũng như là tỷ lệ cắt lỗ nó khác nhau, đúng không ạ? Đấy là những cái mà chúng ta theo dõi. Vậy thì nhìn nhận ở cái khía cạnh làm thế nào để chúng ta vận hành một cái phần mềm cỗ máy quét tốt nhất, đúng không ạ? Thì chúng ta cài XS5, XStation 5 để chúng ta chỉ ra được các cái
thông báo cũng như là các cái chứng khoán Mỹ cũng như là một số cái để chúng ta theo dõi và chúng ta phân tích các cái chiến lược. Vậy hãy khoan đi đi vào cái cách vận hành, thì hôm nay tôi chia sẻ với mọi người cái cách giàu có và đầu tư năm 2020 và xu thế 2020. Hãy nhớ rằng chúng ta đăng ký để máy quét ở xtb.com.vn. Ở đây cũng coi như là một sàn Tradecoin. Rồi chúng ta tham gia vào nhóm Facebook hay là Zalo của David. Rồi chúng ta bắt đầu tham gia vào các cái tin tức ảnh hưởng về xu thế tài chính. Đây là yếu tố quan trọng. Và bây giờ chúng ta sẽ cách X tài khoản, đúng không ạ? Thứ nhất là nếu trong trường hợp chúng ta không đồng, đúng không ạ? Thì chúng ta sử dụng Visa theo dạng tín chấp. Đúng không ạ? Nếu ai không có uy tín thì rất là khó để mà ngân hàng người ta cấp Visa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có 45 ngày để thực hiện việc sử dụng tiền. Đó. Ví dụ ở cái tài khoản này chúng ta có thể nhìn thấy đó, việc sử dụng tiền trước của Visa, đúng không ạ? Đây các vấn đề về sử dụng Visa, tất cả chúng ta giao dịch 0,01 thôi, đúng không ạ? Tài khoản nó rất là nhỏ thôi. Hãy nhớ rằng chúng ta bắt đầu từ con số 0 thì chúng ta không nên đánh vội vàng, đúng không ạ? Ok, ví dụ đây là chúng ta đánh ở cái dạng 0.05, đúng không ạ? Hoặc 0.01. Và cái tài khoản 500 đô này chúng ta cứ nạp ra rút vào, đúng không ạ? Chúng ta có cái chi phí nạp tối thiểu hay là rút ra tối thiểu, hoặc là chúng ta có cái cách để chúng ta trả tiền một cách tối thiểu, thì bao giờ ngân hàng cũng hỏi là đóng tối thiểu và trả tối đa. Trả tối đa là trả hết những cái số mà ta dùng. Do vậy đây là những cái việc mà chúng ta cà thẻ, đúng không ạ? Chúng ta nạp tiền, chúng ta rút tiền để sao cho chúng ta sử dụng tiền một cách an toàn nhất, đúng không ạ? Tăng lên 162 hay là lỗ hay là lãi như nào đó để chúng ta có thể sử dụng cái Visa một cách tốt nhất và những cái tài khoản này hàng năm trời, đúng không ạ? Cứ như vậy chi phí hàng tháng nạp tiền và rút tiền cứ như vậy để cho chúng ta có cảm thấy an toàn. Thì bước đầu tiên chúng ta sử dụng các cỗ máy quét, chúng ta sử dụng các cỗ máy quét. Sau đó chúng ta theo dõi các lịch kinh tế VN Wall Street, đúng không? Trước đây chúng ta hay vào Forex Factory nhưng mà nay thì các bạn này các bạn làm rất là tốt, thì chúng ta có thể theo dõi các cái thông báo như thế này để chúng ta sử dụng. Sau đó chúng ta Google xem cách hướng dẫn cách đánh. Thế nhưng mà tôi nói rằng là toàn bộ chúng ta có thể đánh một cách nhỏ nhất với cái chi phí thấp nhất và các cái cách làm một cách an toàn nhất, đó là chúng ta giao dịch 0,01 và chúng ta hãy tâm lý của chúng ta sẽ sao cho an toàn nhất, tâm lý thư thái nhất để chúng ta học việc trước đã. Đó. Về đầu tiên là chúng ta sử dụng Visa một cách linh hoạt. Thứ hai nữa là 45 ngày để nạp và rút và trả đúng hạn. Đó. Vậy thì cái từ 0 đồng là chúng ta lên được 10 triệu, tức là 500 đô đấy. Rồi chúng ta gia tăng sau này. Đó. Vậy thì từ cái việc này chúng ta mới biết được là để trở thành một cái người X tài khoản, chúng ta sẽ thấy rất nhiều các bạn trẻ người ta trở thành IB. Môi giới, đúng không ạ? Có người ta có thể trở thành những người không giao dịch, người ta chỉ chuyên việc chuyên chuyên nghiên cứu và phân tích, nhưng mà những cái bạn này thì đa số là các bạn trẻ thôi và chưa có kinh nghiệm, thì chúng ta nhìn thấy họ sẽ bắt chước nhau và họ nghiên cứu, họ phân tích,
thì những cái người này thì sẽ an toàn về vốn, nhưng sẽ ít khách, hoặc là khách ít tìm. Đó. Bởi vì các bạn ấy chỉ hướng dẫn ở một số các cái sàn giao dịch họ tuyển về thôi. Đó. Thứ hai là người ta trở thành nhà đào tạo. Đó. Nhà đào tạo thì người ta phải có kinh nghiệm rồi, và chắc chắn là phải có một phương pháp nào đó, một hoặc hơn nhiều phương pháp để chứng minh được luận điểm của mình là đúng, giá là đúng, lên hay xuống. Chắc chắn là người ta phải có một phương pháp nào đó, nếu không thì sao ạ? Khách hàng sẽ hỏi là thế đánh thế nào, cho ba kèo thì thua cả ba thì người ta sẽ không tin nữa, đúng không ạ? Do vậy là gì ạ? Các cái việc, cái cách đấy, đúng không ạ? Thứ hai là quản lý quỹ hay nhà giao dịch. Và thông thường chúng ta sẽ thấy tích tài khoản như sau. Đầu tiên chúng ta ví dụ, chúng ta lấy các ví dụ. Nếu chúng ta mua 1.000 cổ phiếu, nếu giá tăng 10% thì suy ra chúng ta có giàu hay không ạ? Chắc chắn là chúng ta không giàu rồi. Bởi vì sao ạ? Chúng ta tưởng tượng như là cái việc tăng giá cũng chỉ để làm cho chúng ta gì ạ? Hài lòng về vấn đề chốt lời mà thôi. Việc tăng giá để chúng ta hài lòng về chốt lời mà thôi. Và tôi sẽ nói phân tích chi tiết. Không thể giàu được. Ví dụ tôi có mua BAV, đúng không ạ? Là chứng khoán của Bamboo. Hiện tại tôi mua là 25.000. Và bây giờ tôi bán là 35k. Vậy liệu có giàu hay không? Ok, giàu. Nếu sở hữu số lượng lớn thì đòi hỏi anh phải có một cái tài chính, đúng không ạ? Số lượng lớn cổ phiếu. Ngoài ra có một con chứng khoán nữa là GAB, đúng không ạ? Giá lúc 8 đồng 8.000 và lên, dự kiến lên 120.000, ví dụ như vậy. Thế thì khi chúng ta dự đoán được như thế là chúng ta phải trở thành nhà đầu tư. Do vậy, nguyên tắc bất di bất dịch đó là chúng ta trở thành nhà đầu tư. Rồi, trường hợp 2, vậy nhà đầu tư phải có số lượng lớn. Vậy thì nhà đầu tư mà không có tích lũy mà chúng ta còn trẻ, chắc chắn chúng ta sẽ không có được, đúng không ạ? Rồi, bây giờ ETH. ETH thì cách đây mới có 2 tháng thôi đã nhân 3 rồi. Và giá đó là 2.8 triệu. Tính tiếng Việt thôi, đúng không ạ? Và bây giờ lên 6.4 triệu, ví dụ như vậy. Coi như là x3 lần. Thế nếu trong trường hợp chúng ta mua 1.000 Ether là 2,8 tỷ, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta đã có là gì ạ? Khoảng độ 6,4 tỷ. Có 6.4 tỷ, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để chúng ta mua được 1.000 Ether và chúng ta có vốn ngay 2,8 tỷ? Thì chắc chắn là những cái bạn môi giới ban đầu ấy, chắc chắn là không thể có được, đúng không ạ? Hay bất động sản cũng vậy, dân môi giới thì đa số là còn trẻ, đúng không ạ? Phải tham gia vào, phải trả rất nhiều các bài học, đúng không ạ? Về môi giới, về cách chốt khách hàng rất nhiều, đúng không ạ? Rồi tiếp tục, vậy thì cái người đào tạo, tức là người ta phải có từng kinh nghiệm. Do vậy người ta sẽ thu phí cộng với lại trở thành nhà đầu tư.
cộng với lại kinh nghiệm người ta đào tạo, đúng không ạ? Đôi khi học chính là một cách đào tạo, học chính là một cách đào tạo. Và ngược lại, đào tạo chính là một cách học. Video này làm cũng giống như một cách học. Thế thì có thể tham khảo các kênh của Phạm Thành Long hay là Phạm Ngọc Anh hay là rất nhiều các cái diễn giả, đúng không ạ? Của Babylon, đúng không ạ? Các diễn giả rất là nổi tiếng, triệu phú đô la, nhưng người ta vẫn đi đào tạo. Người ta đi đào tạo để người ta học từ những câu hỏi của học trò. Hoặc là người ta đào tạo để người ta thấy thiếu một kiến thức nào đó, người ta lại đi học tiếp ở một cái ông thầy cao siêu hơn. Ví dụ các triệu phú đấy, họ vẫn học Donald Trump này. Hoặc các triệu phú đấy học rất là nhiều các cái thầy khác cao hơn, các chính trị gia, các và núi cao có núi cao hơn. Do đó là gì ạ? Người ta sẽ thấy. Rồi. Và dân môi giới để mà có tiền cộng với nhiều cái ích tài khoản thì người ta theo một cái phương pháp mới, đó là người ta follow hay là copy và trở thành hoa tiêu. Và từ đó người ta lại trở thành nhà đầu tư cho các cái người theo dõi. Và bây giờ tôi lấy một cái ví dụ như sau. Trên đây là một cái tài khoản của một cái người theo follow người đánh rất tốt. Đúng không? Người ta làm một cái tài khoản 20.000 đô thôi, nhưng người ta đánh giao dịch 0.01 thôi. Đúng không ạ? Và có cái tỷ lệ follow, đúng không ạ? Rất nhiều, 7.526. Thứ hai nữa, những người theo dõi, người theo của họ, người ta lãi đến 1.021 đô. Vậy thì người này vừa trở thành một cái nhà đào tạo, người ta phải thuyết trình rất nhiều bởi vì history quá tốt, người ta sẽ đào tạo rất nhiều. Sau đó những người follow họ sẽ được hưởng hoa hồng. Tức là ông này ông sẽ có rất nhiều các gói thu nhập, vậy để làm trở thành người giàu có thì đúng không? Thu nhập này, đúng không? Và từ một năm, đúng không? Từ không lên, đúng không? Lên rất nhiều, chúng ta có thể nhìn thấy độ nhảy của profit. Rất nhiều các cái, đúng không ạ? Cách đây 8 tháng, ông này ở Trung Quốc. Ví dụ đây là một trong những cái. Vậy thì cái cách kiếm tiền, cách kiếm tiền và cái cách kiếm tiền là trộn vào các hệ sinh thái. Đó là một, trở thành nhà đầu tư đã. Người ta có thể trở thành đầu tư nhỏ thôi nhé. Tài khoản 500 đô, ok. Vậy tài khoản 500 đô hoặc là tài khoản demo ban đầu cũng xuất phát từ một cái visa chẳng hạn, như visa trả trước là trả sau, đúng không? Ví dụ như thế. Rồi trở thành đào tạo, trở thành môi giới. Trên Facebook chúng ta nhìn thấy rất nhiều thành viên môi giới trẻ măng, đúng không? Sau đó trở thành hoa tiêu, đúng không? Hoa tiêu và có nhiều người copy. Rồi các nguồn thu nhập nó sẽ đổ về cái visa của chúng ta. Đó. Sau đó hiện thực hóa thông qua coin. Đúng không ạ? Và người ta phân bổ tiền đạt được qua các kênh. Ví dụ như FX, vàng, đúng không ạ? Coin, đúng không ạ? Bất động sản rất là bền vững. Và dòng tiền nếu bị đai ở bất động sản thì chắc chắn có chứng khoán lên ngôi. Mà chứng khoán mà đai thì bất động sản lại lên ngôi. Mà cả ba cái này lên, mà đai thì vàng lên ngôi. Ví dụ như vậy. Thế do đó một nhà đầu tư muốn ích tài khoản ấy, không chỉ cứ là một nhà đầu tư nhỏ mà phải biến thông qua các hệ sinh thái để biến 500 đô này thành 1.000 đô, thành 10.000 đô, thành 100.000 đô.
Trong đó tôi phân tích rằng là đào tạo chiếm một cái vị trí rất quan trọng. Đào tạo đây có thể liên quan đến học, dạy và được học và được dạy. Nó bao gồm rất nhiều, từ video, YouTube rồi tất cả mọi cái, đúng không ạ? Bởi vì nếu trong trường hợp chúng ta có được cái cách để chúng ta nghiên cứu sâu thì gần như là các kiến thức nó nằm ở trên YouTube để chúng ta có thể lượm lặt và chúng ta ghi chép lại, sau đó chúng ta cô đọng lại, biến thành của ta. Đấy mới là yếu tố quan trọng để chúng ta học ở cái cõi đời này. Rồi môi giới, người môi giới giỏi, điều này rất là quan trọng, còn hơn cả một ông chay giỏi. Môi giới giỏi tức là khi họ đi ngủ thì các cái nhà giao dịch, người ta giao dịch một lót, hai lót, ba lót, 10 lót, lập tức tiền được chia cho các chủ sàn cũng như là các nhà môi giới. Do vậy, người môi giới giỏi có thể là vì xinh đẹp hay là vì trình độ giỏi hay là có được nguồn khách hàng tốt, lập tức người ta cũng có cái thu nhập cao hơn cả nhà đầu tư. Tất nhiên không thể cao hơn bằng những nhà đầu tư giỏi được. Tuy nhiên, cái việc nhà đầu tư phải có vốn nhưng nhà môi giới thì không cần. Họ trong tay một cái shell kit, trong tay những cái công cụ, lập tức chúng ta có thể thấy được. Vậy thì quá trình X tài khoản của họ là thực tế, thực tiễn. Sau đó họ quay trở lại cái bước thứ hai, đó là đào tạo, và cái bước một là đầu tư. Vậy từ môi giới giỏi, người ta cũng có thể trở thành một nhà đầu tư giỏi khi mà người ta vận hành một cái luồng vốn tốt thông qua đào tạo, thông qua đầu tư. Lập tức là gì ạ? Họ có được tất cả. Và từ đó họ cũng có thể phân bổ vào các dòng tiền. Các dòng tiền như là chứng khoán, FX, vàng, coin, bất động sản, và họ phân bổ. Và vì sao chúng ta có thể nhìn thấy được rất nhiều các nhà môi giới hiện tại đang tồn tại trên thị trường còn giàu hơn cả các nhà đầu tư? Vì sao ạ? Vì họ có một lượng khách hàng rất là lớn. Thứ hai nữa là các khách hàng giao dịch đều đặn và được các cái nhà môi giới hỗ trợ nhau, sau đó được các cái broker uy tín tin tưởng chi trả hoa hồng rất là cao, khiến cho họ có thể phân bố các cái kênh đầu tư cho bản thân họ, và họ lại trở thành cái nhà đầu tư quay ngược trở lại. Do vậy, để nhân được tài khoản, chúng ta có thể trở thành nhà đầu tư đầu tiên, sau đó học, đào tạo và được dạy và được học, sau đó chúng ta trở thành nhà môi giới, sau đó chúng ta phân bổ, chúng ta trở thành các nhà đầu tư, và chúng ta biết được dòng vốn của chúng ta như thế nào. Và đặc biệt khi mà đạt đến master, chúng ta có thể có cái cách để chúng ta nhìn nhận, là để chúng ta có thể giao dịch, và chúng ta có thể giao dịch một cách nhỏ để chúng ta có được cái sự hoa tiêu. Thế thì khi mà chúng ta nhìn nhận được rất nhiều các cái follower ở đây, đúng không ạ? Và năm nay tôi có nói rằng là thị trường Trung Quốc là một trong những thị trường mà chúng ta quẳng vào đây để chúng ta nhìn nhận được rất nhiều cái để follow. Và người ta follow mình lập tức là mình có tiền. Không chỉ đơn thuần là các cái thị trường tại Việt Nam, mà chúng ta có được cái thị trường từ Trung Quốc, từ các cái nước Bangladesh, Philippines, Thái Lan, Đài Loan rất là nhiều. Và các công cụ hiện tại làm rất tốt, đúng không ạ? Cái tỷ lệ này giúp cho chúng ta bắt đầu có một cái plan, có một cái kế hoạch, đúng không ạ? Do vậy là chúng ta sẽ có được nhiều. Vậy thì để nhân được tài khoản, việc đầu tư được nằm trong cái plan 2020. Từ 0 đồng thì chúng ta trở thành cái người điều phối visa và training hay là đào tạo. Còn trong trường hợp chúng ta không có khả năng training đào tạo thì buộc chúng ta phải có khả năng học hỏi, đúng không ạ? Thứ hai, 500 đô, 10 triệu chúng ta sử dụng và chi trả nhằm tạo ra hoa tiêu. Rồi. Và bắt đầu chúng ta trở thành nhà môi giới, đúng không ạ? Và bắt đầu có những cái hoa hồng đầu tiên. Sau đó chúng ta trở thành một cái nhà giao dịch coin. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta thấy được là các cái trend về coin, về chứng khoán luôn luôn bền vững.
Và gần như chúng ta nhìn thấy được, coi nó nhân tài khoản, nó ích tài khoản hơn bất kỳ một cái sản phẩm nào khác. Ether từ 120 lên 280, chưa có một cái gì lên nhanh như vậy. ETC ở vùng rất là thấp, đúng không ạ? 3.52 lên 12 nhân 4 lần, đúng không ạ? EOS chúng ta cũng nhìn thấy ở các cái vùng như là 2.2 lên 8, đúng không ạ? Người ta nói rằng là nếu trong trường hợp chúng ta cứ mua chữ để đó và thông qua số lượng ấy mà chúng ta quên nó đi trong vòng 1 năm, 2 năm, chúng ta đừng chây ra chây vào thì cái lượng ấy là rất là khủng khiếp, và chúng ta có thể thấy được cái giá trị của chúng ta. Trong trường hợp chúng ta mua gom các sản phẩm về coin, đúng không ạ? Và cái xu hướng kỷ nguyên tiền điện tử lúc này cho đến thời điểm này vẫn là một trong những cái kênh đầu tư nhân được tài khoản nhiều nhất. Vậy thì chúng ta phải có một cái bộ full option về tìm hiểu tất cả những cái yếu tố về Bitcoin hay các đồng tiền trong Coin Market để chúng ta xem. Có những đồng tăng 300 lần, đúng không ạ? 300 lần. Rất là nhiều đồng, đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy Litecoin, Bitcoin Cash, SV rất nhiều để chúng ta nhìn theo bảng tổng sắp. Vậy để ích tài khoản không chỉ là chúng ta trở thành một cái nhà đầu tư, mà chúng ta còn phải xem xét rất nhiều các yếu tố khác để chúng ta có thể kết hợp. Và người ta đánh giá trong năm qua BNB cũng tăng rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Từ vùng 6 lên vùng 37, đúng không ạ? Và hiện tại là tầm 12 và nó đã lên tầm 26, đúng không ạ? Nên gần gấp đôi. Mà chưa có một cái sản phẩm nào lên nhanh như vậy. Do vậy người ta, các bạn trẻ có xu hướng là gì ạ? Giao dịch các cái đồng tiền số cũng như là các phương pháp để chúng ta có thể nhìn nhận. Và để an toàn thì chúng ta cần phải học cũng như là đưa ra các cái giải pháp. Và ở cái video này tôi có thể nói tổng quan để ích tài khoản như vậy. Và các cái công cụ thì có thể vào các cái cỗ máy quét Xtation File và các cái link video ở dưới để đăng ký XTB, sau đó có thể Zalo cùng với tôi để đưa ra các cái mô hình và cái cách làm từ 0 đồng, ích tài khoản từ 0 đồng. Sau đó chúng ta có thể kết hợp với Follow Me để đưa ra các tín hiệu sao cho tốt nhất. Hãy âm thầm làm, không cần đao to bu lớn, cũng không cần mang tính chất là gì ạ? Rung beng, mà chúng ta có thể phân tích được dựa trên các cái cỗ máy quét như là CMD, các chỉ số giao dịch mã hàng hóa, các vấn đề về chỉ số crypto, đúng không ạ? Stock các cổ phiếu CFD, chứng khoán Mỹ, chứng khoán Anh, chứng khoán Bồ Đào Nha, chứng khoán SEC, đúng không ạ? Các chỉ số ETF, đúng không ạ? Hàng hóa trong tương lai và các vấn đề về FX, đây là những cái yếu tố rất quan trọng. Thì trên đây là một cái video tôi nói qua về các yếu tố về cái xu thế năm 2020 của các bạn trẻ từ 0 đồng hay các cỗ máy quét xtb.com.vn, rồi rất nhiều các vấn đề ích tài khoản để chúng ta có thể có được cái định hình. Từ đó chúng ta kết hợp giữa các mô hình tài chính. Thì hy vọng rằng chúng ta có thể vào các kênh video của tôi ở đầu tư gì.vn, là một kênh YouTube của tôi. Sau đó chúng ta đăng ký và chúng ta Zalo cùng với tôi để cùng nhau tìm hiểu các cái mô hình để chúng ta có thể nhân tài khoản. Thứ hai là chúng ta vào các nhóm kín ở Ông Già Đầu Tư. Kết nối với lại Facebook của tôi để có thể bàn luận những cái cách để chúng ta giao dịch sao cho an toàn nhất, hiệu quả nhất. Hãy nên nhớ rằng là gì ạ? Phải làm việc đúng bài bản, cũng như là nhìn nhận các yếu tố về giao dịch an toàn nhất để cho chúng ta không bị đi chệch cái đường dây. Những cái cách để chúng ta làm việc, những cái mô hình để chúng ta làm việc an toàn, thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có sự kết nối. Qua video này sẽ tìm ra những cái thành viên có thể cùng nhau đi theo những cái trend xu hướng năm 2020 cùng với David để chúng ta có thể nhân tài khoản nhiều lần. Chúng ta có thể xem xét NEO, Litecoin, ETC. Rất nhiều các nhận định, rất nhiều các cái thông tin mở mà tôi cũng không cần nói nhiều. Mà tôi chỉ muốn nói các cái phương pháp để cho chúng ta có thể ích tài khoản. Và xin được cảm ơn mọi người.
Và đừng ngần ngại liên lạc Zalo cùng với chúng tôi. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.